Chị Phương ơi, chào các bé. Hôm nay chị Phương ơi lại có bộ đồ chơi nấu ăn mới này. Chị sẽ mở bộ đồ chơi ra. Bộ bếp của chúng ta rất hiện đại. Đây là tủ nướng đấy. Đây là các ngăn tủ khác này. Ngăn tủ này chắc không mở được ra rồi. Đây là bồn rửa bát này, bồn rửa rau đấy. Bộ bếp của chúng ta giống như tòa lâu đài nhỉ. Có hai cái cửa này. Và chỗ này là cái khu để treo dụng cụ nấu nướng đấy. Trên đỉnh của bếp là một chiếc đồng hồ. Đây là một chiếc son để nấu canh này. Chiếc chảo rán đấy. Đây là thịt gà. Các bé có thích ăn thịt gà không? Đây là chiếc muôi này, và đây là một dĩa này. Một cái xúc xích. Và một cái bắp ngô nữa. Thịt gà chúng ta có thể cho vào lò nướng làm món nướng rất là ngon. Và xúc xích chúng ta sẽ cho lên chảo để rán nhé. Và cái bắp ngô này chúng ta sẽ hầm để cho sau này nhá. Mà xúc xích đã chiên xong, chúng ta tắt bếp nào. Chị sẽ bóc món xúc xích của chúng ta ra đĩa nha. Và bên này món ngô hầm cũng đã chín rồi. Chị múc ra cái khay màu xanh này nha. Chúng ta vừa hoàn thành xong ba món ăn rất ngon, rất hấp dẫn và cũng rất bổ dưỡng nữa. Chị chúc các em ăn ngon miệng nhé. Chị Phương ơi, chào các bé.